Rất vui được gặp lại quý vị khán giả thân thiết của chương trình Cơ thể bạn nói gì. Và ngày hôm nay chúng tôi xin dành toàn bộ thời lượng để trao đổi về chủ đề mất ngủ mãn tính làm tăng nguy cơ bị đột quỵ. Thưa quý vị, sống chung với mất ngủ đang ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội hiện đại khi mà tỷ lệ bệnh nhân bị mất ngủ ngày càng gia tăng. Và đáng lo ngại khi mất ngủ là nguyên nhân của hàng loạt những bệnh lý nguy hiểm như lo âu, trầm cảm, cao huyết áp, tim mạch và đặc biệt nó có thể dẫn đến đột quỵ. Theo các nhà khoa học tại Đại học Y khoa Icahn ISM, tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Cao huyết áp Mỹ đã chỉ ra rằng những người mất ngủ, ngủ dưới 5 tiếng mỗi đêm sẽ có nguy cơ bị đột quỵ tăng tới 83% so với những người ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày. Vậy làm thế nào chúng ta có thể lấy lại một giấc ngủ ngon, phòng tránh được nguy cơ đột quỵ do mất ngủ gây ra? Hãy cùng lắng nghe câu trả lời trong phần trò chuyện với vị chuyên gia của chương trình. Xin được chào đón hai vị khách mời đã đến với trường quay ngày hôm nay. Xin giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin chào bạn Mai Tân, xin chào vị khách mời, xin kính chào các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và một vị khách mời cũng rất quan tâm đến chủ đề này, xin giới thiệu chú Trần Dũng. Xin gửi lời chào khán giả và bác sĩ. Trước khi bước vào câu chuyện ngày hôm nay, xin mời cả hai vị khách mời cũng như quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi vừa thực hiện. Nằm sâu trong ngõ chợ Gốc Đề, Minh Khai, Hà Nội, căn nhà có nét trang trí pha chút cổ xưa của bác Nguyễn Thị Tâm, 72 tuổi, khiến lòng chúng tôi như chợt tĩnh lại. Trò chuyện với bác Tâm, chúng tôi thêm hiểu về cuộc sống của một người phụ nữ Hà Thành xưa, nhất là khó khăn vất vả khi bác đang mang trong người căn bệnh mất ngủ mãn tính đã 10 năm nay. Tôi là Nguyễn Thị Tâm, năm nay 72 tuổi. Tôi mất ngủ có lẽ là phải đến trên chục năm rồi. Tức là sau khi nghỉ hưu được một số năm thì tự nhiên là bị cái chứng mất ngủ. Và mất ngủ nó theo chu kỳ, thí dụ như là 2-3 tháng hay là 1-2 tháng nó lại lặp lại một lần. Ban đêm không ngủ được thì buổi trưa lại không chợp mắt được. Thế thành thử ra nửa ngày về buổi chiều là nó rất là mệt. Thế mà như thế thì nó kéo dài tuần lễ hoặc 10 ngày. Thế sau đó thì lại trở lại cái thời gian là ngủ được bình thường. Thế nhưng mà trong cái ngủ bình thường ấy thì thường là đêm thức giấc 2-3 lần. Và thường là chỉ ngủ được đến 2-3 giờ sáng thôi. Nói chung là cũng chưa khi nào mà tôi đi khám chỉ vì nguyên nhân mất ngủ. Mà thường là thí dụ đi khám về tim mạch, về xương khớp thì có kèm theo cái chuyện là nói là mình khó ngủ, thì là bao giờ bác sĩ người ta cũng cho thuốc ngủ Senusen hoặc là cho cái Rutunda đấy. Thì Senusen thì uống thì vào thì đêm đó sẽ ngủ được ngay nhưng sáng sau rất mệt. Nhân vật tiếp theo của chương trình tuần này là chú Dũng, 58 tuổi, trú tại đường Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Trước chú từng làm tổ trưởng tổ dân phố, rồi hội trưởng hội chữ thập đỏ của phường. Năng động tâm huyết với công việc là thế, nhưng từ ngày vướng phải căn bệnh mất ngủ mãn tính, chú chẳng còn đủ năng lượng và tinh thần để làm việc. Có khi cả ngày chỉ có một gương mặt buồn rầu, thậm chí không cảm xúc với tất cả những chuyện xảy ra quanh mình. Tôi bị mất ngủ hơn chục năm rồi, không ngủ được chút nào. Ban đầu thì còn ngủ được 3-4 tiếng, nhưng sau đó giảm dần xuống 1-2 tiếng và giờ là thức trắng đêm. Tôi nghĩ nguyên nhân một phần là do tuổi tác, một phần là do chuyện gia đình, tôi phải chăm sóc người nhà ốm trường kỳ trong bệnh viện, rồi suy nghĩ thành ra mất ngủ. Lo lắng trước tình trạng của mình, tôi tới khoa tâm thần của bệnh viện để khám. Bác sĩ bảo tôi bị rối loạn lo âu và mất ngủ và kê thuốc Tây, đơn có tới 6-7 loại thuốc liền đó. Tưởng rằng biết mình bị bệnh gì và có thuốc chữa là bệnh tình của chú sẽ có hy vọng. Nhưng nào ngờ, chú chia sẻ với chúng tôi trong tiếng thở dài não nề. Tôi uống mỗi lần cả nắm thuốc ấy, nhiều lắm. Có ngủ được nhưng nó ngủ không phải là của mình. Sáng ngủ dậy người nó mệt mỏi, buồn bã, xem phim hài mà không thấy vui. Trong người cảm tưởng như có cảm xúc tiêu cực thôi. Mặt lúc nào cũng buồn như rứa đám vậy đó. Không thích giao tiếp với ai nên tôi nghỉ hết việc ở phường, chỉ ở nhà thôi. Mà từ ngày đó tôi thấy sức khỏe yếu hơn hẳn, bị thêm cả bệnh rối loạn tiền đình, đau dạ dày, nhất là huyết áp lúc nào cũng cao. Câu chuyện của bác Tâm và chú Dũng dường như đang ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội hiện đại. Để tìm ra cách giải quyết vấn đề, chúng ta hãy cùng quay trở lại chương trình để nghe sự tư vấn từ chuyên gia.
Vâng thưa bác sĩ, nhiều người vẫn quan niệm rằng mất ngủ là phải thức trắng cả đêm, không ngủ được chút nào. Hiểu như vậy thì có đúng không ạ? Hiểu như vậy thì nó vẫn chưa đúng. Khi mà được gọi là mất ngủ ấy là nó có hai vấn đề. Thứ nhất là về cái thời gian ngủ là mình bị giảm đi, và thứ hai nữa là cái chất lượng của giấc ngủ. Mỗi một người trưởng thành bình thường thì thường sẽ là phải ngủ một ngày là khoảng từ 7 đến 8 tiếng. Và tùy theo cái lứa tuổi thì có thể tăng hoặc giảm. Cái thời gian ngủ quá ít như là khoảng 3 đến 4 tiếng thì đấy được gọi là mất ngủ. Khi chúng ta khó đi vào giấc ngủ này, ngủ nó rất là chập chờn, khi tỉnh dậy thì chúng ta vẫn cảm thấy rất là mệt mỏi, ể oải, khó tập trung này, và suốt cả ngày đó thì mình cứ cảm thấy lúc nào cũng cảm giác cái buồn ngủ. Với những các cái dấu hiệu kể trên thì đã được cho là mất ngủ rồi, chứ không cần là chúng ta phải mất ngủ trắng đêm mới là mất ngủ. Và cái mất ngủ tùy theo cái thời gian người ta cũng có thể chia ra, như là các cái mất ngủ thoáng qua này là dưới một tuần này, mất ngủ ngắn hạn là từ 1 đến 4 tuần, và mất ngủ mãn tính hay là dài hạn thì là sẽ là trên 4 tuần. Người bệnh điều trị mất ngủ sớm này ở những cái giai đoạn còn nhẹ thì sẽ mang lại cái hiệu quả tốt hơn. Còn nếu mà khi chúng ta để những cái tình trạng mất ngủ nó đã rất lâu và rất là nặng rồi thì cái hiệu quả nó sẽ rất kém, và nhiều khi nó còn có thể dẫn đến những các cái biến chứng trong đó như là các cái đột quỵ não. Vâng, đúng như bác sĩ chia sẻ thì mất ngủ gây ra rất nhiều hệ lụy đối với sức khỏe, đặc biệt là nguy cơ có thể dẫn đến đột quỵ. Vậy tại sao mất ngủ lại có thể gây nên đột quỵ thưa bác sĩ? Đột quỵ não hay còn gọi là tai biến mạch máu não, đây nó chính là cái tình trạng tổn thương não do tắc mạch ở não, cũng như là có thể do những các cái xuất huyết não có thể dẫn đến cái tử vong đứng hàng thứ ba sau các bệnh lý tim mạch cũng như là bệnh ung thư. Thế thì vì sao từ cái mất ngủ nó lại dẫn đến đột quỵ? Cái mất ngủ nó sẽ làm cho các cái rối loạn các cái dây thần kinh, đặc biệt là dây thần kinh giao cảm, có thể làm rối loạn nhịp tim này và những cái tình trạng suy tim, và đây cũng là những cái yếu tố mà có thể tạo thành những các cái huyết khối và dẫn đến tai biến mạch máu não. Mất ngủ nó cũng sẽ làm cho chúng ta thừa cân béo phì này, những cái rối loạn chuyển hóa. Thì chúng ta biết khi rối loạn mỡ máu thì có thể là dẫn đến tình trạng xơ vỡ mạch và là những cái nguyên nhân dẫn đến cái tai biến mạch máu não. Rồi là tình trạng tăng huyết áp. Khi mà tăng huyết áp cũng là cái nguyên nhân trực tiếp có thể dẫn đến cái tai biến mạch máu não. Rồi là khi tình trạng mất ngủ nó sẽ dẫn đến những cái căng thẳng, những cái stress, và nó sẽ làm cho rối loạn cái sự lưu thông máu lên não, có thể dẫn đến là những cái tai biến mạch máu não. Vậy bác sĩ có thể dành đôi chút lời khuyên với những bệnh nhân đang phải triệu chứng mất ngủ, giúp họ không chỉ có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của mình mà còn phòng tránh nguy cơ bị đột quỵ không ạ? Thứ nhất là chúng ta nên tránh những cái căng thẳng stress, sinh hoạt ngủ nghỉ điều độ, không nên ăn no trước khi đi ngủ 2 tiếng đồng hồ này, không nên lạm dụng rượu bia này, cà phê này, và không hút thuốc lá, phòng ngủ thoáng mát này, yên tĩnh này, ánh sáng phù hợp, không nên xem điện thoại hoặc là tivi nhiều. Chúng ta cũng nên tập thể dục, sẽ giúp khí huyết lưu thông tốt, giúp cho máu lên não tốt, thì giúp cho chúng ta sẽ có một cái giấc ngủ tốt hơn. Phương pháp điều trị sử dụng các cái thuốc ngủ của Tây y là những cái thuốc mà để ức chế hệ thống thần kinh trung ương, rất nhiều tác dụng không mong muốn. Nó ảnh hưởng đến chức năng gan thận này, có thể làm cho bệnh nhân đau đầu, chóng mặt này, có thể như là buồn nôn, chán ăn, có thể dẫn đến cái tình trạng nhờn thuốc. Chúng ta sử dụng một thời gian sau thì bắt đầu lại không thấy tác dụng và chúng ta phải tăng liều lên. Khi tăng liều lên thì tác dụng không mong muốn nó sẽ càng có cái cơ hội để mà ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta. Và xu hướng hiện nay ấy, thì trong y học ấy, thì là thường là có cái sự kết hợp giữa cái y học hiện đại và y học cổ truyền trong cái điều trị các cái chứng bệnh mất ngủ để giúp cho mang lại cái hiệu quả tốt mà lại an toàn cho người bệnh. Bác sĩ có thể làm rõ hơn về cái phương pháp điều trị chứng mất ngủ phòng ngừa đột quỵ giữa cái sự kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại như bác sĩ vừa chia sẻ. Nghiên cứu hiện đại người ta đã nhận thấy rằng là trong cơ thể chúng ta có sản xuất ra một cái loại hormone, cái hormone đó nó có cái tác dụng là giúp cho chúng ta có một giấc ngủ sinh lý, một cái giấc ngủ sâu, và đó chính là hormone tăng trưởng. Hormone tăng trưởng nó chính là do thùy trước tuyến yên tiết ra, tăng cường các chức năng hoạt động cũng như là các cái cấu trúc của các cái bộ phận, các cơ quan ở trong cơ thể chúng ta. Nó sẽ giúp tái tạo các cái mô cũng như là tái tạo các cái tế bào, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái giấc ngủ sâu, một cái giấc ngủ sinh lý. Ở người cao tuổi thì cái hormone tăng trưởng này được tiết ra ít, vì vậy giải thích làm sao mà đối với người cao tuổi thì là cái giấc ngủ nó ít hơn là so với các bạn trẻ. Đặc biệt nữa là cái hormone tăng trưởng này nó sẽ được tiết ra nhiều khi mà chúng ta có một cái giấc ngủ sâu cũng như là khi có một cái vận động tốt. Đối với người cao tuổi hay bị mất ngủ này, không có cái giấc ngủ sâu nên chính vì vậy mà cái hormone tăng trưởng nó tiết ra cũng ít, càng làm cho cái giấc ngủ kém hơn. Và như vậy thì nó sẽ tạo thành cái vòng xoắn bệnh lý, và chính vì vậy mà nó làm cho càng ngày các cái tình trạng mất ngủ của người cao tuổi nó sẽ càng tăng lên. Ngày nay thì qua cái nghiên cứu của y học hiện đại cũng đã tìm thấy hai cái hoạt chất, trong đó như là L-arginine, GH
ARP2. Cái arginine này nó chính là các cái acid amin cần thiết để giúp cho tổng hợp protein. Hai cái hoạt chất có cái tác dụng là kích thích tuyến yên, tăng cường sản xuất các cái hormone tăng trưởng. Nên là chính vì vậy mà nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái giấc ngủ sâu, giấc ngủ sinh lý, tăng cường sức khỏe, tăng cường cái hệ thống miễn dịch. Nó làm tăng cường cái chức năng sinh lý, chống cái tình trạng lão hóa, cũng như là tăng cường các cái trí nhớ, cải thiện đường huyết, cũng như là cải thiện cái tình trạng huyết áp tăng. Vì vậy mà nó sẽ có cái tác dụng phòng ngừa được những các cái biến chứng như là các cái tai biến mạch máu não ở những cái bệnh nhân bị mất ngủ. Nhóm thảo dược nữa nó cũng có cái tác dụng giúp cho chúng ta an thần, có một cái giấc ngủ sinh lý và một giấc ngủ sâu. Bột ngọc trai này, đậu phộng này, cây sấu hổ, dây tơ hồng, rau diếp khô và lạc tiên. Một cái thành phần tiếp theo đó chính là GABA, có cái tác dụng là làm dịu bớt những cái căng thẳng thần kinh và giúp cho chúng ta có một cái giấc ngủ sinh lý và một giấc ngủ sâu. Và một thành phần tiếp theo đó là acid glutamic, tác động lên cái hệ thống thần kinh trung ương, giúp cho có một cái giấc ngủ sâu ở những cái người mà bị suy nhược thần kinh. Tiếp theo là magie và kẽm, vitamin B6 sẽ giúp cho chúng ta có một cái tinh thần thư giãn và một cái giấc ngủ sinh lý. Và một cái giải pháp mà gồm tất cả các cái thành phần trên đã giúp cho người bệnh có một cái giấc ngủ sâu, một cái giấc ngủ sinh lý, phòng ngừa được những các cái biến chứng như là đột quỵ do là tình trạng mất ngủ. Thưa quý vị, còn bây giờ chúng tôi xin dành thời lượng để quý vị theo dõi một tình huống ngay sau đây. Đúng là chẳng có cái nỗi buồn nào giống cái nỗi buồn nào. Ngủ cả đêm rồi, thế mà sáng ngày ra lại buồn ngủ. Buồn ngủ thì đi ngủ đấy, chứ có bao giờ ông có biết là tôi như thế nào không? Tôi lên giường là tôi ngủ ngay, mà ở cái tuổi này nhá, mất ngủ là nguy hiểm lắm, may mà còn ngủ được đấy. Ông lên giường ông ngủ rất là ngon. Bao nhiêu tháng nay tôi mất ngủ, ông có biết được cái điều ấy không? Tôi là tôi biết, lâu nay là bà gặp cái chứng mất ngủ rồi khó ngủ, ngủ trằn trọc mãi mà không ngủ được. Nhưng mà tôi thương bà là tôi đã tìm được ra một cái giải pháp trị cái chứng mất ngủ cho bà rồi. Cái thành phần của nó là hoàn toàn là từ thảo dược, bột ngọc trai này, lạc tiên này, cây sấu hổ này, hạt của cái cây tơ hồng này, lá rau diếp khô này, rồi lá cây đậu phộng. Khi mà bà áp dụng cái giải pháp này vào ấy, tuyến yên ở trong não mình ấy, nó sẽ tiết ra hormone giúp cho bà chấm dứt hẳn cái tình trạng không ngủ được ấy, sẽ đưa bà vào giấc ngủ y như là giấc ngủ sinh lý của ta ấy, an toàn và lành tính. Không phải là vô tâm mà là quan tâm. Quan tâm. Vâng, chú Dũng thân mến, cháu được biết chú cũng đã bị mất ngủ trong một thời gian khá dài. Chú có thể chia sẻ câu chuyện của mình được không ạ? Bản thân tôi là bị mất ngủ hơn chục năm này do cái áp lực của công việc và áp lực của trông nom người nhà bị bệnh ở bệnh viện dài ngày. Ngủ là chập chờn, thế là càng ngày là càng khó ngủ hơn. Tôi cũng nghĩ là đơn giản, về coi như là sau nó sẽ khỏi thôi. Thế mình cũng chẳng đi khám bệnh, càng ngày càng kéo dài cái thời gian mà mất ngủ dài ra 3-4 tiếng một ngày, rồi nó lại rút ngắn xuống còn có coi là 1-2 tiếng, mà thậm chí là nó lại mất ngủ luôn, không ngủ. Sau đó là tôi đến bệnh viện thì bác sĩ là coi nói là nó do tôi là rối loạn lo âu, thế sinh ra mất ngủ. Bác sĩ cho tôi một cái đơn thuốc là đến 6-7 loại thuốc. Tôi về tôi dùng thuốc đấy thì nói chung là có ngủ, nhưng mà thực tế là lúc tỉnh dậy thì cơ thể mình nó như người đi mượn, mà đầu óc thì nó cứ đau đấy, đau đầu chóng mặt, bị mất ngủ sinh ra các bệnh khác như là bệnh tiền đình, bệnh dạ dày, nhưng mà nhất là bệnh huyết áp. Huyết áp nó tăng cao mà mình uống thuốc giảm huyết áp nó không giảm được mấy, thế đâm ra mình là sợ là nguy cơ là có khi là bị tai biến. Ngày hôm nay rất là mừng khi được chào đón chú Trần Dũng đến với trường quay với một diện mạo rất mới, rất khỏe mạnh, tươi vui, tràn đầy năng lượng luôn. Không biết đằng sau câu chuyện sự thay đổi đó ắt hẳn phải có một bí quyết nào đấy phải không ạ? Nhờ sử dụng giải pháp của thiên nhiên giúp cơ thể tăng tiết hormone tăng trưởng, cho nên tôi mới được sức khỏe đến bây giờ. Giờ mình mới khỏe được như thế này, kết hợp với cả đơn thuốc của bác sĩ. Thời kỳ đầu thì mình thấy cũng ngủ được, ngủ sâu. Lúc mình tỉnh táo thì nó nhẹ nhõm hơn, nó không đau đầu chóng mặt như trước nữa. Thế sau đó mình lại tiếp tục sử dụng thì mình thấy cơ thể mình nó sảng khoái mà nó nhẹ nhõm hơn, mà ngủ ngày đến 6-7 tiếng. Thế mà xong rồi hỏi tư vấn bác sĩ mới giảm dần cái thuốc ngủ để cho mình, mà đến bây giờ tôi không phải dùng thuốc ngủ.
Còn ban đêm thì cứ 10 giờ đêm là coi dở ra là mắt cứ díu à. Thế là đặt lên giường là nằm ngủ một phát đến 5-6 giờ sáng. Đấy, đến lúc dậy tỉnh táo, cơ thể nó bình thường, khỏe mạnh như thường. Tinh thần nó thoải mái. Đấy, cho nên là vui, không bị đau đầu chóng mặt. Thế sau đó lại dạ dày nó đỡ. Nhất là cái huyết áp. Cái huyết áp này nó coi ổn định. Chúc mừng chú một sự cải thiện rất tuyệt vời, không chỉ chứng mất ngủ đâu mà còn rất nhiều những cái bệnh lý mà chú đang gặp phải nữa. Bác sĩ thân mến, bác sĩ có thể làm rõ hơn về giải pháp này được không ạ? Đối với cái giải pháp này thì nó gồm có thứ nhất là các cái hoạt chất để mà kích thích thùy trước của tuyến yên để sản xuất ra cái hormone tăng trưởng như là L-arginine, GH-RP2 giúp cho mình có một cái giấc ngủ ngon, một giấc ngủ sinh lý ở những bệnh nhân mà bị mất ngủ mãn tính này, rồi những bệnh nhân bị mất ngủ do tuổi tác. Thứ hai nữa là nó gồm có các thành phần thảo dược giúp cho chúng ta an thần, có một cái giấc ngủ sinh lý và một giấc ngủ sâu. Ví dụ như là bột ngọc trai này, đậu phộng này, cây sấu hổ, dây tơ hồng, rau diếp khô và lạc tiên. Cái nhóm nữa đó chính là chất dẫn truyền thần kinh, ức chế lo âu căng thẳng và giúp cho người bệnh có một cái sự thoải mái, thư giãn và giúp cho chúng ta có một cái giấc ngủ sâu hơn. Có các hoạt chất như là GABA này, acid glutamic này. Một cái nhóm thứ tư đó chính là cái nhóm mà gồm có các vitamin, các nguyên tố vi lượng bổ dưỡng cho cái hệ thống thần kinh, vitamin B6 này, rồi là magie, kẽm giúp cho chúng ta có một cái giấc ngủ sâu, một cái giấc ngủ sinh lý ở trên những các cái bệnh nhân bị mất ngủ mãn tính, mất ngủ do tuổi tác, rồi là những cái mất ngủ do các cái suy nhược thần kinh. Bào chế dưới công nghệ siêu nano tăng cường độ hấp thu, tăng cường độ ổn định, đạt tiêu chuẩn GMP của FDA Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Thưa bác sĩ, tôi đã sử dụng cái giải pháp này được 6 tháng rồi mà cơ thể hiện nay tôi đã khỏe mạnh bình thường. Thì liệu tôi còn sử dụng nữa hay không? Đối với người trẻ thì cái việc mà bài tiết cái hormone tăng trưởng của tuyến yên ấy nó vẫn còn được tiếp tục, cũng có thể dừng được rồi. Vì là như tuy nhiên thì đối với những người cao tuổi và đặc biệt là những người cao tuổi như là anh ấy thì là cái việc sản xuất cái hormone tăng trưởng nó đã bắt đầu có cái xu hướng giảm. Nên là chính vì vậy mà anh cũng không nên dừng, vì khi dừng có thể là sẽ bị mất ngủ trở lại. Và chúng ta vẫn nên dùng duy trì để mà giúp cho chúng ta có thể duy trì được cái nồng độ hormone tăng trưởng. Từ đó chúng ta sẽ có một cái giấc ngủ sâu và một cái giấc ngủ sinh lý. Lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh cũng như chú Trần Dũng đã dành thời gian trò chuyện với quý vị khán giả ngày hôm nay. Bảy mươi hai cái xuân xanh rồi, nhưng từng chi tiết về căn bệnh mất ngủ của mình, bác Tâm đều nhớ rõ mồn một như câu chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Bác chia sẻ rằng trí nhớ tốt như thế là nhờ giấc ngủ đã trở lại với bác sau một thời gian dài tìm kiếm trong mệt mỏi. Tôi có vào mạng và tôi được biết là chiết xuất bằng từ thảo dược. Tôi ra hiệu thuốc Kim Đồng tôi mua thì về uống đúng theo chỉ dẫn. Thì tôi thấy là hiệu quả bắt đầu là ngủ tốt rồi. Một đêm là ngủ được 5-6 tiếng mà ngủ liên tục chứ không bị ngắt quãng nữa. Tức là có dậy giữa chừng một lần nhưng sau đó lại vào lại ngủ được ngay. Thì cái đó là cảm thấy rất là phấn khởi rồi. Khi mà giấc ngủ nó ổn định thì sức khỏe nó được cải thiện hơn. Tức là ban ngày về buổi chiều mình không có cái cảm giác mệt mỏi của những cái thời gian mất ngủ nữa. Mình đã ngủ được ban đêm thì ban ngày lại có thể chợp mắt được từ nửa tiếng đến 40 phút. Thì đối với tôi như thế là buổi trưa chợp mắt là như thế là rất là hạnh phúc. Thì buổi chiều nó đỡ mệt và có thể làm việc được. Thì buổi sáng ngủ dậy thì nó thoải mái. Từng phải thức trằn trọc cả đêm, nghe rõ tiếng tim đập thình thịch, chú Dũng không ngờ được rằng chỉ nhờ một giải pháp đơn giản từ thiên nhiên mà giấc ngủ đã trở lại với chú một cách nhẹ nhàng đơn giản đến thế. Tất cả đều ngỡ như một câu chuyện cổ tích giữa đời thực. Nhờ sử dụng giải pháp từ thiên nhiên giúp cơ thể tăng tiết hormone tăng trưởng mà tôi mới được thay đổi như bây giờ. Bây giờ tôi ngủ thoải mái lắm, cứ 10 giờ là mắt mỏi, ngáp liên tục. Tôi đặt lưng lên giường là ngủ được ngay, ngủ một mạch đến 5 giờ sáng luôn. Sáng dậy người khỏe. Tôi đi tập thể dục sau đó đi chợ nấu đồ ăn cho cả nhà, rảnh rỗi lại chơi cờ với mấy ông hàng xóm. Trước đây tôi không biết giấc ngủ trưa là gì, nhưng từ ngày đó trưa nào tôi cũng ngủ được đến 45 phút hay một tiếng đồng hồ cơ đấy. Mà từ ngày tôi ngủ lại được, các bệnh rối loạn tiền đình, đau dạ dày cũng đỡ, nhất là huyết áp cũng ổn định an toàn. Đúng là giấc ngủ ngon còn quý hơn vàng. Hy vọng rằng những chia sẻ của bác Tâm và chú Dũng sẽ tiếp thêm hy vọng cho những bệnh nhân cũng đang bị căn bệnh mất ngủ hành hạ.
Với thành phần thảo dược Boni Happy kích thích tuyến yên, tăng tiết hormone, tăng trưởng, giúp ngủ ngon, tái tạo giấc ngủ sinh lý tự nhiên, cải thiện trí nhớ và phục hồi sức khỏe. Boni Happy được sản xuất bởi công ty dược J&E International, đạt tiêu chuẩn GMP của FDA Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Boni Happy được kiểm chứng lâm sàng tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Đông, kết quả tốt và khá lên tới 86,7%. Boni Happy cho giấc ngủ sâu và ngon hơn. Boni Happy, sản phẩm của Mỹ. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Quý vị thân mến, 20 phút của chương trình Cơ thể bạn nói gì đã trôi qua rất nhanh. Bây giờ chúng tôi xin phép được nói lời chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Cơ thể bạn nói gì tiếp theo.